Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với shop Solar Cà Mau. Thì đến hẹn lên thì hàng tháng shop Solar Cà Mau sẽ review cái hệ lưu trữ độc lập mà shop Solar Cà Mau hiện giờ đang sử dụng, cũng như thông báo cho các bạn biết là cái chỉ số về tiêu thụ điện của gia đình mà của mình hiện giờ đang sử dụng như thế nào. Thì trên màn chúng ta đây là con biến tần Somry 6200W mà mình đã sử dụng từ năm 2023, và cái khối ắc quy được cấu tạo từ những viên pin S168 các bạn. Thì tổng cộng là có 48 viên. Các bạn xem trên màn ảnh đây là tổng cộng 48 viên. Thì mỗi một viên này á, lúc mà mình sử dụng á thì mình đã test rồi, nó rơi vào khoảng 60A. Thì cái khối này 48 viên, mỗi một cell nó là gồm có 3 viên. Thì vị trí nó rơi vào khoảng 180 A. Thì trong đó có những cell mình đã mua hơn một năm rồi. Và có những sale thì mình mua từ tháng tháng 9 tháng 10 của năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm này thì mỗi một đêm nó vẫn tạo ra cho mình được từ 7 đến 8 cái điện các bạn. Sử dụng rất là ok luôn. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái chủ đề hôm nay, đó là hôm nay là ngày 1 tháng 7. Tất nhiên khi chúng ta xem video này đã rơi vào ngày 2 tháng 7 rồi. Nhưng mà mình vẫn cho ông ta biết là trong tháng vừa qua gia đình mình sử dụng bao nhiêu tiền điện, và các bạn có thể xem cái hóa đơn tiền điện của nhà mình xem coi là so với gia đình của mình thì cái lượng điện của gia đình của các bạn như thế nào nha. Thì đầu tiên đi vào cái tra cứu các cái chỉ số mà điện trong tháng vừa qua thì mình sẽ cho các bạn nhìn ở trên các cái bảng trước, trên cái bảng thống kê của mình vừa mới ghi nè. Sau đó mình sẽ quay từng cái đồng hồ ở cuối video để cho chúng ta kiểm chứng. Thì trên này thì có rất là nhiều các cái thông số mà mình đã ghi. Trong đó thì có những cái thông số mà trước đây mình không nghĩ ra, mình đã ghi tạm vào bên ngoài như thế này. Thì từ tháng này mình sẽ làm một cái bảng khác để tất cả các chỉ số mình đều thể hiện trên này luôn. Đầu tiên là nói về tải nhà đi, mình còn hay dùng cái từ là đồng hồ ra biến tần nè. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là biến tần chạy ra tải của mình á, sử dụng bao nhiêu thì nó đều hiển thị đây hết. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy nha. Thì trong tháng 6 vừa qua, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2024, thì trong tháng 6 vừa qua gia đình mình sử dụng là 435 kW điện. Đấy, mình lấy các cái chỉ số này mình trừ chỉ số này thì nó ra thôi. Rồi trong khi đó thì cái đồng hồ tổng á, mình có gắn thêm một cái đồng hồ 6 thông số nữa, nó ra 130 kg. Chút xíu mình sẽ nói cho các bạn biết là những cái đồng hồ mình có chính xác hay không nha. Mình sẽ so sánh với của điện lực coi có chính xác hay không. Rồi, đồng hồ chạy vào biến tần đây là 124 kg. Có sự chênh lệch 6 kg này là mình có dùng để mình cắt mình hàng làm việc riêng bên ngoài của mình đó. Rồi, đây là cái PV tạo ra. Trong tháng vừa qua thì PV tạo ra 364 kg. Các bạn sẽ thấy là 364 kg. Thì đáng lẽ ra là cái đồng hồ tổng nó không phải là 130 kg. Chúng ta hiểu đây là điện DC nha. Đây là biến tần tạo ra, hay mình gọi là tấm pin tạo ra, là 364 kg. Rồi so với những tháng trước nè, so với những tháng trước nè, cái thực tế mình thanh toán đó, thì cái đồng hồ mình á, đồng hồ tổng trên đồng hồ 6 thông số của mình là 130 kW, trong khi đó thì thực tế của điện lực là 133 kW. Có sự sai số, nhưng mà cái sai số này mình chấp nhận được, bởi vì mình chỉ mang tính thống kê thôi. Còn các bạn nói ở 130 mà sai 3 kg thì nó nhiều quá, nhưng thật ra nếu mình không gắn đồng hồ thì mình sẽ không biết con số này đâu các bạn. Thì tất cả các thiết bị điện trong nhà mình đều gắn những cái đồng hồ. Rồi tiếp theo, đây của tháng 2 nè, ví dụ như là của mình đo là 136, thực tế là 138. Đây tháng trước mình đo là 115, thực tế là 117, nó chênh lệch rất ít các bạn. Đấy. Rồi thì đó là một con số, cái chỉ số nha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích các cái thiết bị sử dụng điện nè. Trong đó các bạn nhìn thấy máy lạnh nè. Mình thì có ba cái máy lạnh. Đầu tiên cái máy lạnh LG. Tháng này thì máy lạnh LG chỉ tốn có 70 kW thôi các bạn. Bởi vì có trời ở Cà Mau thì điểm này là mưa rồi. Cho nên cái lượng điện tiêu thụ khác hẳn so với tháng trước đó là 99 kg, hoặc là trước đó nữa là 123 kg. Cái tháng mà 123 kg là cái tháng tư nắng nóng nhất luôn, và từ trước đến nay cái máy lạnh nhà mình 123 kg là nhiều nhất luôn. Còn những tháng trước các bạn thấy không, tháng 3 là có 78, tháng 2 có 52, tháng 1 có 52. Rồi tiếp theo là tới cái máy lạnh sáp. Thì những cái máy lạnh này chúng ta biết thời điểm này là thời điểm mùa hè, các bạn nhỏ hay là các con em của mình ở nhà, cho nên nó sử dụng điện rất là nhiều luôn, gần như là nguyên ngày sử dụng máy lạnh luôn các bạn. Nhưng mà tháng vừa rồi á là cái máy lạnh sáp của phòng hai đứa con mình á, cũng chỉ có 102 kg, trội hơn tháng trước là chỉ 1 kg duy nhất mà thôi. Còn so với tháng tư tháng nhiều nhất là 118 kg đó, các bạn thấy không?
À, các bạn nhìn vào đây là thấy ở tháng 4 nè, cái máy lạnh bên phòng của mình nó còn nhiều hơn của phòng mấy đứa nhỏ này. Rồi tương tự như thế thì tháng tháng 3 thì có 92 và tháng trước là 73, 72 vân vân. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta quan sát các cái máy lạnh mà nó không có cái sự tăng đột biến thì chúng ta biết là cái máy lạnh chúng ta đang hoạt động bình thường. Còn nếu các bạn mà xem cái máy lạnh của mình mà tăng đột biến thì chúng ta phải xử lý nha, nó tốn điện rất là nhiều đó các bạn. Rồi tiếp theo là mình có gắn một cái máy lạnh ở phòng khách thì mình chỉ lắp đồng hồ từ tháng 2 thôi, 2 kg, 10 kg, 22 tháng 10. Tháng 10 rồi là mình dùng khá là nhiều nè, mình test máy, mình làm máy là mình đi sử dụng cái máy lạnh phòng khách nhưng mà nó chỉ có 21 kg thôi các bạn. Rồi tương tự như thế nè, tủ lạnh nè, tủ lạnh thì gần như ít thay đổi. Tủ lạnh tháng 6 vừa qua thì có 64 kg, tháng 5 thì 66, tháng 4 là cũng nhiều nhất là 72 kg nè, rồi 64, 55, 63 vân vân. Thì chúng ta thấy không, cái tủ lạnh nó gần như là nó một con số nó khá là ổn định luôn. Tiếp theo nấu cơm thì nhà mình thì có 4 thành viên, gồm có 2 vợ chồng mình và một đứa bé, một đứa nhỏ nữa, một đứa bé nhỏ và một bé cũng khá là lớn rồi. Thì cái lượng điện tiêu thụ nấu cơm cũng tương đồng với nhau, 13, 15, 12, 14, 12, 13 vân vân. Bếp từ thì cũng 4 thành viên, thì chúng ta thấy dao động là 30 kg, 20 kg, thì tháng 10 rồi chỉ có 29 kg thôi, 29, 28, 26. À, thậm chí bếp từ nha, khi mùa nóng bếp từ nó lại ít tốn điện đó các bạn. Bếp từ cái tốn điện nè, nấu cơm mới tốn điện, thấy rõ ràng chưa? Nhưng mà tủ lạnh nó lại tăng lên. Rồi tiếp theo là cái máy giặt. À, đây là hôm nào mình sẽ làm một cái video nói lại máy giặt này thêm một lần nữa. Bởi vì cái máy giặt mình nói là ngày nào nha, gia đình cũng giặt hết, từ 4 đến 5 kg quần áo. À, cả nhà là cho hết quần áo vào trong cái máy giặt. Ngày nào cũng giặt. Nhưng mà mình chỉnh chế độ gì các bạn? Chỉnh chế độ là giặt ít thôi. À, giặt rồi xả ít thôi. Cho nên là máy giặt ngày nào cũng giặt nhưng mà nó chỉ dao động hơn 1 kg thôi. Đây thấy nè, tháng 1 nè, 1,07 kg. À, tháng 2 chưa được 1 kg, tháng 3 chưa được 1 kg, tháng 4 chưa được 1 kg. Chỉ có tháng 5 á, à, tháng 5 vừa rồi á, là nó tăng lên được 1,1 kg. Rồi cái tháng 6 vừa rồi là chỉ 0,96 kg. Đó, riêng cái máy giặt là cực kỳ ít tốn điện, mỗi một lần giặt mình đã tính rồi nó chỉ có 30W thôi các bạn. Thì đây là toàn bộ các cái chỉ số mà mình đã ghi rồi. Bây giờ mình sẽ đi lại từng cái đồng hồ để minh chứng cho các bạn xem. À, các bạn nếu mà các bạn chưa tin thì mình sẽ minh chứng cho các bạn xem. Mình sẽ không dừng video lại luôn. Mình sẽ dùng cái tờ giấy này để che cái camera trong lúc mình di chuyển để mình cho chúng ta thấy thực tế. Mình làm video là thực tế, còn tin hay không là việc của các bạn nha. Rất là nhiều bạn nói là mình gian dối. Rồi cái đồng hồ, ở đây mình có ba cái đồng hồ 6 thông số. Cái đồng hồ bên tay phải là đồng hồ tổng nè. Đây mình ghi là 536 nè. 536 các bạn. 536. Cái đồng hồ ở giữa là đồng hồ tải nhà của mình nè. 2432. 2432 các bạn. Đồng hồ biến tần là mình ghi tải nhà nè. Đồng hồ vào biến tần hay mình gọi là đồng hồ chạy vào để mà nuôi nuôi con biến tần để mà ra tải đó thì 495 kW. Đấy các bạn, 495 nha. Mình trừ 371 thì nó ra 124 đó. Đấy là ba cái đồng hồ mà mình gắn ở gần khu vực biến tần để mình theo dõi các cái chỉ số tổng thể thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng cái đồng hồ để cho chúng ta xem. Ô, mình vừa nói là mình không dừng video nhưng mà vừa rồi mình lỡ bấm mà không sao đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ thì shop Sala Gamau chuyên cung cấp các cái linh kiện để chúng ta có thể tự lắp ghép hệ lưu trữ độc lập cho gia đình mình, hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình để mình lắp nếu chúng ta ở những cái khu vực gần Cà Mau của mình. À, ví dụ hiện tại là mình đang ở Cần Thơ, Bình Dương để mình đi khảo sát, thì các bạn ở khu vực này thì các bạn có thể là liên hệ với mình sẽ lắp ghép chúng ta trong đầu tháng 7 ha, đầu tháng 7 thì hôm nay cũng là ngày 2 tháng 7 rồi. Mặc dù mình quay video là ngày 1 tháng 7 nhưng mà mình đăng video là ngày 2 cho nên mình nói ngày 2 luôn các bạn. Rồi đây là phòng máy lạnh LG của mình và mình có rất là nhiều cái video nói về cái máy lạnh này và các bạn rất là tranh cãi. Rồi chúng ta nhìn cái chỉ số nha các bạn. 477. Đây các bạn nhìn lên đây nha. 477 nè. Máy lạnh LG 477 nè. Thì mình ở khu vực Cà Mau cho nên là mình rất ít khi đi, mình tạm gọi là đi khảo sát để thi công ở những tỉnh khác. À, tuy nhiên là do một số anh em ở giáo viên ở Bình Dương á thì cũng cần mình để mà tham khảo cái mô hình, cho nên là mình quyết định là đi lên khảo sát để làm những cái công trình cho anh em ở Bình Dương, rồi Cần Thơ, Long An. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ nha. Rồi tiếp theo một cái phòng nữa đó chính là cái phòng mà máy lạnh sáp mà mình nói đó. Đây mình quay thực tế luôn các bạn, không dừng video luôn. Rồi chúng ta nhìn nha.
558 kW, 500 máy lạnh sáp nữa các bạn, 558 kW. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ di chuyển, mình che cái camera bằng tờ giấy này các bạn. Thì mình cung cấp đầy đủ các loại biến tần, tấm pin cũng như là các link phụ kiện để chúng ta có thể tự lắp đặt, mình sẽ hỗ trợ qua Zalo cho chúng ta. À, các bạn có nhu cầu thì các bạn có liên hệ với số điện thoại mình để máy ảnh nha. Rồi tiếp theo đây là hai cái đồng hồ, mình để quản lý một cái tủ lạnh 500 mấy chục lít của mình đó. Đây chúng ta nhìn nha, 385 tủ lạnh này các bạn, 300 mới nãy lúc mình quay đó là 384, rồi bây giờ nó hiện 385 tròn luôn các bạn, 385,0 tròn luôn nè. Rồi không sao, trên lệch như thế này là không không phải là mình cố tình làm sai, mà tại vì do lúc mình ghi trước rồi mình mới làm video các bạn, để tới đây mình ghi mình tính toán nó sẽ lâu. Rồi cái đồng hồ phía bên tay phải là đồng hồ mình gắn cái nồi cơm điện Toshiba, cái nồi cơm này 1,8 lít các bạn, 79 kg các bạn. Đây mình ghi đây 79 kg, trừ 66 thì còn 13. Gia đình mình đã không còn sử dụng ga nữa, mình đã sử dụng hai cái bếp từ, mình gọi chính xác là một bếp từ và một bếp ngoại thương hiệu Sennheiser thôi. Rồi, giá bình dân thôi các bạn. Đây 161 các bạn. Rồi các bạn nhìn nha, các bạn nhìn chỗ bếp từ nha, đấy dòng dưới là 161 trừ 132 thì tháng này mình sử dụng chỉ có 29 kg. Và cuối cùng như mình nói đó chính là cái máy giặt, một máy giặt mà mình đặt vào đây các bạn tranh cãi rất là nhiều. Thôi quay thực tế cho các bạn xem, đấy nhìn nha, 5,98. Thì do cái máy giặt nó ít tốn điện, đây chúng ta nhìn thấy nha, 5,98 nha, máy giặt nè ít tốn điện cho nên là mình ghi con số lẻ luôn, mình ghi con số thập phân luôn, 5,98 đấy, trừ cho 5,02 thì tương tự là nó ra là 0,96 cái điện. Còn riêng cái phòng mà mình tạm gọi là cái phòng mà để mình đóng hàng, test hàng và gửi hàng đi cho các bạn đó, đó hiện tại trên màn chúng ta đây là hai cái khối ắc quy nè, một khối 280 A và một khối 130 A, mình đã hoàn thành được khoảng 98% mà. Và một cái mình đã hoàn thành nè, hiện giờ là cũng rất là tối, gần 10 giờ tối rồi, và mình cố gắng hoàn thành để ngày mai mình sẽ giao cho một người em ở Hậu Giang các bạn. Rồi vị trí này là vị trí mình làm việc, đây là các cái tủ điện. Biến tần thì hôm nay tạm thời là mình hết hàng, ngày mai sẽ có lại các bạn. Rồi các bạn nhìn vào đây nha, chỉ số nè, cái đồng hồ này là cái chỉ số là mình không reset được các bạn, có cái chữ D đây, 65 kg các bạn. Như mình nói tháng vừa rồi là mình sử dụng khá là nhiều ở cái máy lạnh Toshiba này các bạn, 65 kg, thì tháng này 21. Thì cái máy lạnh này mình lắp ở phòng khách, mình lắp ở cái phòng khách, thì bây giờ nó là cái phòng tạm gọi là cái khu vực làm việc của mình, đóng hàng, test hàng, gói hàng của các bạn mình đều là xuất phát ở cái khu vực này. Đấy, các cái khối pin này, biến tần ở đây, còn biến tần còn lắp power shop vô hết nè. Thì đó là toàn bộ mình đã cho chúng ta xem nha, thì các bạn thấy tổng thể rồi đó. Thì tháng vừa rồi á là mình chưa có trả tiền cho điện lực, nghĩa là tháng 6 mình chưa trả tiền điện lực, nhưng mình tạm tí là khoảng 267 ngàn, bởi vì tháng trước là 287 trên lệch hai con số là 6 kW, mà 6 kW của cái bậc 6, cái bậc cuối cùng là tính thế luôn là khoảng 3.500, thì mình phỏng phỏng là tháng này mình dùng ít hơn tháng tháng trước là khoảng 20.000 điện, thì khoảng 267.000, mình ghi con số mờ đó các bạn. Hôm nay thì mình cũng không biết là điện lực có trừ tiền mà trên cái ứng dụng của mình đăng ký chưa, mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà mình coi trên ứng dụng thì mình thấy là 133 kW. Còn con số này thì bây giờ nếu các bạn nói mà các bạn không tin, các bạn nói mình nói dốc nữa thì mình cũng chả biết giải thích làm sao luôn. Thì từ tháng 1 là mình đã ghi lại rồi, nhưng mà cái đồng hồ này á, đây là ví dụ như tháng 1 là mình dùng 32 kg, nhưng mà mình ghi chỉ có 20, là do là đâu tới mình nhớ là ngày 5 hay là ngày 7 tháng 1 thì mình mới gắn cái đồng hồ này. Mình muốn ghi đúng vào cái ngày 1 tháng 1 luôn, mình muốn đặt cái đồng hồ vào ngày 1 tháng 1, nhưng mà hôm đó chúng ta biết là ngày nghỉ Tết dương lịch, cho nên qua mấy ngày sau khi mình về quê xong mình ra mình mới gắn thì nó hơi trễ, cho nên tháng 1 nó hơi mình tạm gọi là gì, nó không có chính xác lắm. Nhưng mà bắt đầu từ tháng sau nè, đây thế của tháng 3 làm ghi ngày 1 tháng 4, ngày 2 tháng 5, ngày 1 tháng 6, và hôm nay mặc dù đã là rất khuya rồi, 10 giờ các bạn, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm một cái video này để chứng minh cho chúng ta biết là khi chúng ta sử dụng điện mặt trời thì nó rất là hiệu quả.
và chúng ta có thể đầu tư dần dần, không nhất thiết là chúng ta phải bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta đầu tư. Chúng ta có thể mua tấm pin biến tần rồi những khối ắc quy như thế này để chúng ta sử dụng. Thì riêng cái khối ắc quy này nè các bạn, 280 mA các bạn, 130 mA. Đấy. Rồi, các bạn có nhu cầu thì các bạn có liên hệ với số điện thoại trên màn ảnh nha, mình sẽ cung cấp cho chúng ta. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo.